Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ. Hôm nay lại em lại tiếp tục lên giao lưu với các bác. Thì mã 1A của ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một bộ gồm có hai ly phu thê bách hoa. Bộ này còn hộp gỗ, các bác có thể làm quà tặng được nhá. Thì cái dòng bách hoa này các bác biết nó là một cái dòng cũng rất là cao cấp. Và hôm nay em có săn được một cặp ly phu thê. Một hàng trăm lớp hoa được xếp, được vẽ chồng lên nhau. Và toàn bộ đều được vẽ tay và vẽ vàng nha các bác. Rất là xuất sắc luôn. Đấy. Cốt men là men dạn ạ. Và chuyện kutani chuyện đáy nha các bác. Rất xuất sắc luôn. Đấy. Kích thước của ly nhỏ, kích thước là 6, chiều cao là 9.2. Còn đây là ly lớn hơn. Vàng viết các thứ là còn nguyên nha các bác. Rất là giá trị để sưu tầm và rất là ý nghĩa luôn, rất đẹp. Còn ly lớn thì kích thước là 6.5, chiều cao là 9.5 nha các bác. Cặp này mã là 1A em xin giao lưu với các bác giá là 3.300.000 đồng. Các nào thích thì chốt cho em mã 1A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 nha. Tiếp theo mã 2A ngày hôm nay em có một bộ chén ăn cơm, đó là dòng cả sứ xương cao cấp. Rất là đẹp luôn và màu sắc hoa văn rất là trang nhã. Màu chủ đạo của nó là màu xanh ngọc. Chuyện đáy ở bên trong là họa tiết vẽ hoa văn kiểu rất là sang và đơn giản. Tiền vàng còn mới tinh luôn nha các bác, chưa sử dụng luôn. Kích thước là 11.6 và chiều cao của nó là 5. Mã là 2A, bộ này em xin giao lưu các giá là 400.000. Bác nào thích thì chốt cho em mã 2A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 ạ. Mã 3A ngày hôm nay em có một chiếc ly chân cao. Chiếc ly này là chiếc ly để uống rượu vang nhưng mà nó bằng mạ bạc. Mạ bạc ấy các bác. Đây nó có ký hiệu ở dưới đáy này. Và có duy nhất một chiếc thôi. Cái này là em để nguyên bản như thế để khi ví dụ các bác có về các bác thích bóng sáng thì các bác có thể thì đánh bóng hoặc là mình có thể dùng chất baking soda ấy, mình với cả chanh mình đánh đi, nó sẽ rất là sáng đẹp nhá và rất là bóng. Đấy, tiếng rất là vang. Đấy. Kích thước của nó miệng là 6 và chiều cao là 13 cm ạ. Và chiếc ly bạc này em xin giao lưu các bác giá là 650.000, mã là 3A. Bác chốt cho em theo số điện thoại của Zalo 0346 77489. Mã 4A em có một bộ đĩa trái cây cực kỳ là xinh luôn, viền nâu sô-cô-la còn rất là mới. Thì bộ đĩa này các bác có thể dùng để đựng đồ ăn, bánh trái đều rất là đẹp nha. Chuyện đáy dòng Excellent, một cái dòng rất là cao cấp. Kích thước của nó là 16.5 cm và chiều sâu là 4 ạ. Và ba chiếc đĩa này em xin giao lưu với các bác giá là 150.000. Các bác thích thì chốt cho em mã là 4A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489. Mã tiếp theo là mã 5A, em có một bộ chén ăn cơm. Bộ chén này là bộ chén men lam vẽ chú tiểu và có chuyện nha các bác. Bộ chén còn rất là đẹp và kích thước của chén là 12 cm, chiều cao là 6 cm ạ. Và 5 chén này em xin giao lưu với bác giá là 90.000 một chiếc. Các bác lấy thì comment mã 90 kèm số lượng giúp em nhé. Là mã 5A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 nhé. Mã 5A. Mã 6A ngày hôm nay em có một bộ gồm có 4 chiếc tô và 2 chiếc chén. Men lam vẽ phun trong phun ngoài luôn, chuyện đáy rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Còn mới cứng luôn nha các bác. Đây, về các bác có thể sử dụng để gia dụng mình ăn được cơm canh đồ ăn các thứ đều rất là đẹp luôn. Tô thì kích thước của nó là 13.5, chiều sâu là 6, còn chén thì kích thước là 11 và chiều cao là 4.5 ạ. Và mã là 6A, bộ này em xin giao lưu với bác giá là 390.000. Mã là 6A, 4 chiếc tô và 2 chiếc chén nhé. Theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 nhé.
Mã 7A ngày hôm nay em có một bức tượng gấu cầm túi tiền, và biểu tượng gấu là một cái biểu tượng phong thủy và đem lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Nên là cái những cái người Nhật họ rất là thích trưng những cái tượng gấu như này nha các bác. Rất là đẹp luôn, bụng thì to và tay cầm cái túi tiền rất là to. Đấy, ý nghĩa biểu trưng cho tiền bạc, đấy, của cải cho gia chủ nhá. Đây bên này là cũng là một cái túi nữa. Có con thuyền thuận buồm xuôi gió. Đây, đây cũng còn đây cũng là một cái túi ạ. Rất đẹp luôn và còn lành tích nguyên vẹn nhá. Em đo kích thước chiều cao của tượng là 31 cm và chiều ngang là 21 cm ạ. Và mã là 7A. Em xin giao lưu bức tượng gấu này giá là 1.450.000 nhé các bác. Quá thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7489 ạ. Mã 8A ngày hôm nay em có một bộ đĩa. Bộ đĩa này là bộ đĩa màu có tông màu chủ đạo là màu đen, nhưng mà trên nền mặt trên của đĩa là được vẽ họa tiết nho leo, mà được toàn bộ được vẽ gợn gợn, vẽ nổi nha các bác. Và mặt sau của nó rất là bóng. Các bác có thể mua để sử dụng để làm đĩa đồ, đựng đồ ăn và đĩa bánh hay đĩa lót đều được hết ạ. Kích thước là 14 cm và chiều cao là 2.5 và mã là 8A. Em xin giao lưu chiếc đĩa này giá là 35.000 một chiếc. Em có số lượng 10 chiếc, các bác lấy thì comment cho em mã 8A kèm số lượng giúp em nhé. 35.000 một chiếc. Mã 9A em có một cặp chén. Cặp chén này là cặp chén men lam phong thủy, có cảnh phong thủy chân thủy hữu tình luôn. Phong cảnh thuyền buồm núi non, nhà cửa cây cối rất là đẹp luôn. Và triện đáy chén này cũng là dáng chén to rồi, nó gần như cái tô lỡ ấy ạ. Viền là viền nâu và còn rất là đẹp. Kích thước là 14 và chiều sâu là 7.5 và mã là 9A. Cặp này thì em xin giao lưu các bác giá là 200.000. Bác nào thích thì chốt cho em mã 9A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7 4189 nhé. Mã 10A ngày hôm nay em có một bộ chén sake. Bộ này thì em có được 10 chiếc nha các bác. 10 chiếc men lam vẽ hoa mẫu đơn này, hoa diên vĩ, trúc và đào nha các bác. Đấy, 4 loại hoa. Cực kỳ xinh luôn. Và cái dáng chân của nó vẫn rất là chắc. Các bác có thể dùng để uống rượu sake hoặc là mình uống trà thì hơi nhỏ. Bên lòng trong của nó có cái chữ thư pháp ạ. Đấy. Và kích thước của chén là 4.5, chiều sâu là 4 ạ. Và mã là 10A. Bộ chén 10 chiếc này em xin giao lưu với các bác giá là 300.000. Các bác thích thì chốt cho em mã 10A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7 4189 nhé. Mã 11A ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một chiếc bình Atimon. Và chiếc bình này nó là một chiếc bình khá là xưa rồi ạ. Họa tiết thì được vẽ nổi một cái cô gái đang giống như cô tiên các bác, đang bay lượn. Rất là đẹp, cực đẹp luôn. Và toàn bộ họa tiết đều được là vẽ nổi lên nhạ. Chất liệu là bằng Atimon, xung quanh là những đám mây này. Đấy, cũng khá là xưa rồi ạ. Em đo kích thước. Kích thước của bình miệng là 10.5 cm và chiều cao của bình là 23 cm và mã là 11A. Chiếc bình này em xin giao lưu với các bác giá là 1.550.000 các bác. Một chiếc bình Atimon xưa rất là đẹp và giá trị và rất là nặng tay. Mã 12A em có một chiếc đĩa hàng của châu Âu. Và chiếc đĩa này của nó họa các bác có thể dùng để làm khay bánh hoặc là khay đựng đồ ăn, trái cây, hoa quả. Bởi vì nó rất là to nhá, hình chữ nhật. Và toàn bộ họa tiết được vẽ hoa hồng phun kín luôn. Và hàng của Anh, rất là đẹp luôn. Đấy. Cốt rất là dày, viền vàng còn mới tinh luôn ạ. Mã là 12A. Kích thước của đĩa mà size 26.5, một chiều là 14 ạ. Và đĩa này thì em xin giao lưu với các bác giá là 750.000. Quá thích thì chốt cho em mã là 12A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7 4 8 9 nhé.
13A ngày hôm nay em có một bộ chén ăn cơm dáng tròn. Còn nguyên tem mạc luôn ạ. Họa tiết màu mộc, màu sáng xanh xanh này, màu xanh rồi màu xanh ngọc, xanh dương rất đẹp luôn. Kích thước của chén là 12 cm và chiều sâu là 6 cm. Mã là 13A. Em xin giao lưu với các bác ba chén này giá là 130.000. Các bác thích thì chốt cho em mã 13A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7789. Mười bốn A ngày hôm nay em có một chiếc nồi, hay các bác có thể làm cái thấu để đựng cơm đựng canh. Họa tiết là đỡ hoa cúc hàng mộc được vẽ rất là đẹp luôn. Các bác có thể kho thịt kho cá hay là mình đựng cơm đựng canh cũng được nhá, rất là tiện, sâu lắm ạ. Đấy, bên ngoài vẽ hoa cúc, bên trên nắp cũng được vẽ. Và kích thước của thấu là 19 cm, chiều sâu là 9 cm nhá. Thấu này sâu lắm. Các bác lấy thì chốt cho em mã 14A 200.000 theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7789 nhá. Mã là 14A. Mã 15A em có một bộ đĩa chú tiểu ạ. Bộ này thì em có được 6 chiếc đĩa chú tiểu sâu lòng, vẽ phun kín ở lòng trong luôn. Đấy. Và kích thước của đĩa size là 16.5, chiều sâu là 4.5 cm ạ. Và chiếc đĩa này thì em xin giao lưu các bác giá là 90.000 một chiếc, em có 6 chiếc. Các bác lấy thì comment mã kèm số lượng giúp em. Mã 15A. Mã 16A em có một bộ chén gồm có 3 chiếc nha các bác. 3 chiếc. Cực kỳ là đẹp luôn á. Bộ chén này là bộ chén Banco nha các bác. Banco. Còn đây là một cái chén xưa có chuyện. Nó cùng size nên em cho vào cùng một bộ luôn nha các bác. Gồm có 2 cái chén Banco vẽ tay như này. Chuyện cực đẹp luôn. Và các bác thấy cái màu đất Banco. Bên lòng trong được tráng men bóng. Và bên ngoài là giữ nguyên cái lớp Banco nha. Bên còn cái chiếc chén này thì vẽ tay hoàn toàn luôn. Ôi nhưng mà nó bị chấm ở đây rồi. Nên cái bộ này em sẽ tặng cái này và tính tiền 2 cái này nha các bác. Mã là 16A. Bộ này em xin giao lưu với các bác. Cặp này giá là 150.000 nha các bác. Mã là 16A. Các bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7789 ạ. Mã 17A ngày hôm nay em có một bộ tô ngũ sắc rất là đẹp. Lòng trong của nó là vẽ lam và bên ngoài vẽ ngũ sắc xanh có chuyện đáy, vẽ hoa. Và cái bộ tô này cả size rất là to, các bác có thể dùng ăn bún ăn mì. Kích thước của nó là 16.5 ạ, và chiều sâu là 8.5 nhá. Đáy là sâu cola, chuyện đáy luôn. 4 chiếc ạ. Và chiếc tô này em xin giao lưu với các bác giá là 130.000 một chiếc, em có 4 chiếc. Các bác lấy thì chốt mã 17A kèm số lượng giúp em ạ. Mã 18A em có một bộ đĩa. Bộ đĩa này là một bộ đĩa 5 chiếc. Có màu chủ đạo bên ngoài là xanh và vàng, dày kịch cực luôn ấy. Và mỗi một cái chiếc đĩa là một cái họa tiết hoa của một mùa. Đấy. Her in Dream Alchemist. Đây, chuyện đáy nha các bác. Viền vàng còn mới cứng luôn. Kích thước của đĩa size là 23 cm và chiều sâu của nó là 4 cm ạ. Chiếc đĩa này thì vẽ hoa xanh này, cái này hoa hồng, cái này là hoa vàng, cái này hoa tím, cái này cũng hoa vàng nhưng hơi bận chùi một xíu. Cái này lau đi nhá, tại vì nó mới cứng luôn đấy các bác. Cái này do em khui ra, có cái này ở dưới em không thấy nó bẩn. Đấy, nhưng mà nó mới tinh, mới gần như là chưa sử dụng luôn, không có chảy xước gì hết ạ. Mã là 18A. Và 5 chiếc đĩa này thì em xin giao lưu với các bác giá là 80.000 một chiếc. Các bác lấy thì chốt mã 18A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7789 nhé. Mã 19A ngày hôm nay em có một chiếc bình mạ bạc. Chiếc bình này thì có cái quai cầm. Các bác có thể, một là mình có thể cắm hoa, hai là mình đựng nước hoặc là đựng rượu trong này cũng được. Cắm hoa dáng rất là đẹp và nó có đế vải. Đấy, rất là bóng ạ. Bên trong màu trắng bạc cực kỳ là xinh. Đấy, xinh lắm ạ. Kích thước miệng của nó là 2.5 và chiều sâu của chiếc bình này là 18 cm. Và mã là 19A. Chiếc bình này em xin giao lưu với các bác giá là
450.000 nhá. Mã là 19A. Mã 20A em có một cái chiếc đĩa tranh men lam vẽ phong cảnh Xuân Thủy Hữu Tình, chỉ trong một chiếc đĩa mà bao quát trọn vẹn luôn, giống như một bức tranh nhé các bác có thể làm đĩa tranh trưng bày hay là mình làm khay trà đều được nhé các bác. Đây, xa xa là núi non này, thuyền và sông nước này, đây là những cái cây cầu này, cây cối, nhà cửa, rồi những cái giống như kiểu những cái phong cảnh di tích của Nhật Bản, rất là đẹp luôn. Và kích thước của đĩa size là 32cm ạ. Các bác có thể dựng lên cái kệ để mình trưng bày. Đấy. Và chiếc đĩa này mã là 20A. Em xin giao lưu với các bác giá là 490.000 nhé các bác. Như một bức tranh luôn ấy. Mà giá cực kỳ là ok luôn ấy. Mã 21A ngày hôm nay em có một chiếc bình Satsuma. Chiếc bình này là chiếc bình Kinkozan cao cấp và nó là một cái dòng Satsuma nhỏ mini thôi nhưng mà rất là cao cấp nha các bác. Chiếc bình này của em thì được vẽ tay hoàn toàn và được khảm vàng, sau đó vẽ vàng dày cộp luôn ạ. Đấy, các bác thấy không? Đây là những cái lá trúc phủ xuống và đây là những đây là một con hai con chim. Đấy, rất là đẹp. Đây là hoa mẫu đơn nha. Toàn bộ được vẽ vàng. Đấy. Triển đáy đây, miệng của nó đây, rất xuất sắc luôn, nhỏ nhưng mà có võ nhá. Kích thước của chiếc bình này miệng là 3.5 và chiều cao của nó là 13cm ạ. Mã là 21A. Chiếc bình này thì em xin giao lưu với các bác giá là 2.500.000 nhá. Mã là 21A. Mã 22A ngày hôm nay em giao lưu với các bác một chiếc bình của Đức. Chiếc bình trà này thì nó là bình trà lẻ và hàng nó là hàng Đức. Thì các bác có thể dùng để mình ghép với những cái set trà trước đây mình đã mua được ạ. Thì có họa tiết vẽ là công chúa hoàng tử này và tông màu xanh rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, lành tích nguyên vẹn. Cả hai mặt, vẽ cả hai mặt luôn và được vẽ vàng rất là dày nha các bác. Cái chiếc ấm này của em là dung tích cũng khá là lớn đấy, có lọc lỗ luôn. Lọc 7 lỗ nha các bác. Viền vàng các thứ nó còn rất là đẹp và dáng rất là cao ráo thanh thoát luôn. Đấy. Và viền vàng các thứ mọi thứ là hoàn hảo. Các bác có vẻ về mình ghép với bộ hoặc là mình trưng ấm không cũng đẹp rồi. Kích thước ấm miệng là 7.5 và chiều cao của nó là 25cm nha các bác. Nếu không tính nắp thì là vào 19.5cm. Và mã là 22A. Chiếc ấm này thì em xin giao lưu với các bác giá là 1.450.000 ạ. Size rất là to luôn. Mã 23A ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một chiếc chậu hay là còn gọi là một chiếc giỏ hoa dòng Satsuma cao cấp, có 4 chiếc chân và nó có vẽ phong cảnh sông nước này, cây cối, núi non, nhà cửa. Nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó làm cái như một cái bức tranh luôn các bác. Và vẽ cả hai mặt nhá. Toàn bộ được vẽ vàng dày cộp luôn. Đấy. Và tình trạng là lành tích nguyên vẹn, không bị lỗi lầm gì nha các bác. Đây, bên trong đây. Cái bình này các bác có thể trưng dáng không cũng được, mình cắm hoa trong này ra sẽ rất là sang trọng và đẹp. Kích thước của chiếc bình này, kích thước chiều ngang là 12.5 về chiều cao cũng là 12.5, nó dáng giống như là hình tròn các bác và có cái hình trái tim ở đây. Cái này các bác có thể làm quà tặng rất là ý nghĩa luôn. Đấy, toàn bộ được vẽ vàng dày cộp nhá. Và mã là 23A. Chiếc này bình này em xin giao lưu các bác giá là 2.250.000 nhá. 2.250.000 các. Mã 24A ngày hôm nay em có một chiếc thố hay là các bác có thể làm nồi kho thịt kho cá được. Cái họa tiết vẽ hoa văn cái kiểu theo kiểu 3D các bác. Đây, vẽ tay hết nhá. Cái này người ta đã sử dụng rồi nhưng mà về các bác không cần phải luộc qua, không cần phải ngâm nước qua đêm nữa. Đây, có chuyện ẩn ở đấy. Và họa tiết hoa văn là vẽ tay hết. Rất là đẹp ạ. Đấy. Cái nồi này mình đựng cơm, đựng canh hay là mình kho thịt, kho cá đều được hết nha. Nó chỉ ở phần dưới là người ta chắc là em nghĩ là cái này chỉ nấu một lần, hai lần. Chứ còn vẫn còn mới, nó chưa bị bén lên trên. Và kích thước của nồi size là 20, chiều sâu không tính nắp là 7 và tính nắp là 13. Và mã là 24A, em xin
giao lưu chiếc thố này giá là 250.000, mã là 24A. Bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189. Mùa đông mà có cái nồi này mà làm nồi thịt kho cá mà ăn cơm thì hết ngon hết sảy luôn. Tuyệt vời luôn. Mã 25A ngày hôm nay em có một chiếc đĩa. Các bác có thể làm đĩa chanh hay là mình làm khay trà đều rất là hợp lý nhá. Thì chiếc đĩa này của em vẽ hoa mẫu đơn và chim. Rồi xung quanh là được vẽ lam, toàn bộ nó gọn này được vẽ nổi hết nhá. Kích thước của đĩa size là 31 cm. Chiếc đĩa cực kỳ là đẹp và có chuyện đáy, màu của nó là màu men ngọc nha các bác. Màu tông màu men ngọc rất là đẹp. Là mình làm đĩa chanh trưng bày hay là mình làm khay trà đều hợp lý nhá. Và mã là 25A. Chiếc đĩa này em xin giao lưu với các bác giá là 450.000. Mã là 25A. Các bác chốt cho em theo số điện thoại của Zalo 0346 7489. Mã 26A ngày hôm nay em có một chiếc đĩa dài họa tiết hoa văn làm như theo phong cách châu Âu ấy các bác. Và viền vàng còn rất là đẹp luôn. Cái đĩa này thì các bác có thể làm khay để đựng bánh kẹo hay là khay để đựng trái cây á, hay là đựng đồ ăn, size rất là to luôn á. Họa tiết hoa văn hoa hồng nhí và kích thước của nó là 36.5 cm, một chiều là 26 ạ. Và chiếc đĩa này em xin giao lưu các bác giá là 450.000. Mã là 26A, một chiếc đĩa size to cực kỳ luôn nhá. 450 con. Đưa mẹ cái Tokyo đi. Tiếp theo mã 27A em có một chiếc bình men lam vẽ phong cảnh sơn thủy hữu tình và có một người đang đi câu cá qua chiếc cầu, cực kỳ là đẹp. Và chiếc bình này của em mặc dù đó là men lam nhưng mà nó vẽ tay rất là cầu kỳ nhé các bác. Và chiếc bình này miệng của nó là 9 cm, chiều cao là 22 cm và vòng bụng của nó là 60 luôn đi các bác. 60. Họa tiết toàn bộ đều được vẽ tay hết. Cái màu men đẹp chưa? Rất là bóng. Đấy, và chuyện đáy. Chiếc bình này em xin giao lưu với các bác giá là 2.200.000. Các bác thích thì chốt cho em mã là 27A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Mã 28A em có một chiếc tô Kyo và chiếc tô này nó là một cái dòng sưu tầm. Thì như những cái chiếc Chao Wan em đã từng giao lưu rồi, những cái chiếc tô này rất là đẹp và toàn bộ nó có thương hiệu riêng rồi. Cái dòng Kyo các bác chơi là các bác biết đây, chuyện đáy á, toàn bộ những cái họa tiết chơi vẽ trên chiếc tô này đều được vẽ tay và vẽ nổi cộm luôn nha các bác, đẹp xuất sắc luôn đấy. Và bên trong của nó cũng được vẽ tay nha các bác. Và em thấy hiện giờ là rất là nhiều bác đang sưu tầm cái dòng này. Và cái dòng này thực sự luôn nó rất là đắt đỏ. Để mà sưu tầm được một cái bộ Kyo này em thấy nó cũng tốn khá khá luôn ấy. Nhưng mà thật sự luôn là rất đáng đồng tiền bát gạo khi các bác trưng. Nó cảm giác nó rất là có một cái vẻ đẹp gì rất riêng đấy, mà không cái khác lẫn vào được ạ. Chiếc này kích thước là 19 cm, 19 cm và chiều sâu của nó, kích thước chiều sâu là 9.5 nhỉ. Mã là 28A. Chiếc tô này em xin giao lưu với các bác giá là 1.450.000. Mã là 28A. Đẹp hoàn hảo luôn nha các bác, không có một tí vết nào, lỗi lầm nào hết. Mã 29A ngày hôm nay em có một bộ trà. Thì bộ trà này của em nó là dòng Kutani đỏ và được toàn bộ trà này nó là dòng xưa nha các bác. Trên một cái bộ trà thôi mà vẽ một cái phong cảnh phải nói là cực kỳ là xuất sắc và hoàn hảo. Đây, như một cái chiếc tống này. À, đây không phải là tống mà đây là một cái thố nắp nha các bác. Cũng là chung trà để các bác có thể dùng để uống trà. Họa tiết vẽ một mặt thì là vẽ hoa này. Mặt này vẽ phong cảnh. Chuyện đáy nha các bác. Trang phong cảnh và đây những cái vảy giống như vảy cá và vẽ vàng này. Đấy. Hai mặt nói chung là vẽ tứ diện hết luôn. Trên nắp cũng được vẽ hoàn hảo luôn. Đặc biệt ở đây một cái là nó vẽ nổi cộm luôn nha các bác. Vẽ nổi cộm hết luôn ạ. Đấy.
cực kỳ là xuất sắc luôn. Chiếc thố này kích thước của nó miệng là 8 và chiều sâu là 6, không tính nắp nha các bác. Cái này mặc dù đã có tuổi rồi nhưng mà nó vẫn còn, tổng thể nó vẫn còn cực kỳ là đẹp luôn á. Và đây là một chiếc ấm á. Đấy, mắt thấy không? Đẹp không tì vết luôn. Chuyện là chuyện ở chuyện dưới cái vò này nha các bác. Chuyện vàng. Dung tích ấm này thì rơi vào khoảng tầm 450ml đến 500ml, tại vì cái bụng nó rất là to, quai cầm ngang, được vẽ vàng. Và lọc của nó là lọc tổ ong nhá. Còn hoàn hảo luôn, tình trạng là còn hoàn hảo đẹp. Đấy, rất là xuất sắc. Và mã là 29A. Bộ trà này em xin giao lưu với bác giá là 3.500.000. Mã là 29A. Bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Tiếp theo mã 30A, em có một chiếc bình hoa. Thì chiếc bình này dáng tròn, có vắt bao nhiêu cạnh này? 2 4 8 cạnh nha các bác. Bát giác rất đẹp luôn. Và mặt trước của nó thì vẽ hoa rất là xinh. Kích thước của bình miệng là 10, chiều sâu là 27cm. Chiếc bình này các bác có thể cắm những bông hoa cao á, rất đẹp và kích thước vừa phải, không quá lớn. Đấy. Và chiếc bình này em xin giao lưu với bác giá là 480.000. Bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Mã 31 ngày hôm nay em có một bộ gồm có 3 chiếc chén ăn cơm. Bộ này thì ở lòng chính giữa của nó là vẽ một hình ảnh chim phượng hoàng đang tung cánh và xung quanh là vẽ hoa. Cực kỳ là đẹp. Và còn lành tích nguyên vẹn, không bị lỗi lầm nhá. Size là 12 và chiều sâu là 6cm. Và 3 chiếc chén này thì em xin giao lưu với các bác giá là 150.000. Các bác thích thì chốt cho em mã là 31A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189. Bao nhiêu? 150. Mã 32A ngày hôm nay em có một cặp gồm có 2 chiếc thố mộc. Một cái thì là màu nâu đỏ và một cái là màu nâu đen. Đấy. Một cặp luôn. Các bác có thể dùng để đựng đồ ăn hay là mình đựng đường, đựng trà, bánh kẹo, những cái đồ trang sức cũng được ạ. Kích thước là 13 và chiều cao là 6cm nha các bác. Hàng mộc. Và chiếc thố này thì em xin giao lưu, đẹp cực kỳ luôn nha các bác, lành tích nguyên vẹn luôn. Cặp này em xin giao lưu với bác giá là 220.000. Mã là 32A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Mã là 32A. Mã 33A, em có một chiếc chóe dòng Satsuma cao cấp. Một chiếc chóe nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Chiếc chóe này các bác có thể bày tủ, trưng tủ hoặc là trưng kệ hay là lên giá đều rất đẹp và sang trọng. Và chóe là một cái biểu tượng phong thủy, đem lại tiền tài, may mắn, tiền bạc, của cải cho gia chủ. Nên là bây giờ nhiều bác rất là thích sưu tầm những cái chóe như vậy. Và size nó rất là vừa phải, các bác có thể dùng được, nói chung là dùng được nhiều mục đích. Và họa tiết của nó đây, vẽ đây là những cái bông hoa đào rủ xuống, bóng hoa đào rủ xuống rất là đẹp. Đây là ngọn núi và đây là những phong cảnh cây cối, nhà cửa, sông nước, rất là hữu tình luôn nha các bác, có xa và có gần luôn. Đấy. Và đằng mặt sau nữa cũng vẽ hoa đào. Hoa đào này là hoa đào rủ xuống nhá, giống như hoa tử đằng ấy, rất là đẹp luôn. Và cái nắp đây cũng là được vẽ hoa đào ạ. Đấy. Chuyện đáy nha các bác. Rất là xinh và chôn đế của nó là được vẽ vàng này. Còn cái này thì nó có một cái lưỡi nhỏ nhỏ. Do cái này nó cũng khá là xưa rồi. Đấy, bác thấy không, nó chấm một chấm đầu nhỏ nhỏ xíu như cái đầu tăm ở đây thôi. Nhưng mà nói tổng thể là thực sự là nó quá là đẹp. Nhưng cái lỗi này thì thực sự là nhìn kỹ mới thấy á. Nhưng em vẫn có trách nhiệm em thông báo với các bác, để các bác nếu mà cảm thấy chấp nhận được thì mình lấy. Đấy, đóng vào không thấy cái gì luôn ạ. Thì kích thước của chóe miệng là 10cm và chiều sâu của chóe là 25cm nha các bác. 25cm. Và vòng bụng. Vòng bụng là 45cm nha các bác.
và mã là 33A. Bình thường cái chóe này nếu mà không bị lỗi lầm gì thì giá sẽ tầm vào khoảng 4 triệu rưỡi cho đến 5 triệu. Nhưng hôm nay cái này nó bị một chấm nhỏ nhỏ thế thôi, nên em sẽ sell giá còn 3.500.000, mã là 33A. Các bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Mã 33A. Mã 34A, ngày hôm nay em có một bộ chén ăn cơm. Bộ chén này thì của em nó là một bộ chén vẽ rồng phượng. Đấy, bên trong và bên ngoài cực kỳ là xuất sắc và có những cái chữ vạn, một con rồng và một con phượng hoàng. Viền đỏ còn rất là đẹp nha các bác. Kích thước là 12cm và chiều sâu là 6. Em có được 4 chiếc. Và 4 chiếc này em xin giao lưu với các bác giá là 250.000. Qua chốt cho em mã 34A theo số điện thoại 0346774189. Mã 35A, em có một bộ đĩa chữ nhật. Bộ đĩa này thì có vẽ một cái gia đình nhà cá nóc rất là xinh luôn. Có hai đĩa thì vẽ gia đình nhà cá nóc này. Và cái này đỏ để cho vào lò vi sóng thoải mái nha các bác. Dày cực kỳ luôn ạ. Và hai cái đĩa thì vẽ họa tiết cá như này. Đấy, các bác có thể dùng để đựng bánh trái hay là đựng đồ ăn rất là tiện. Và cái thứ hai là cầm chất lượng, cái đĩa là mình biết ngay luôn, rất là đầm tay luôn. Size 26cm và một chiều là 17 ạ. Và mã là 35A. Chiếc đĩa này thì em xin giao lưu với các bác giá là 140.000 một chiếc. Các bác lấy mã 35A kèm số lượng giúp em nhé. Theo số điện thoại em có 4 chiếc 0346774189 nhé. Mã là 35A. Mã 36A, ngày hôm nay em có một chiếc đĩa họa tiết được vẽ hoa hồng, được vẽ tay và viền của nó là viền bạc. Cái chiếc đĩa này các bác có thể trưng làm đĩa chanh hoặc là mình để đựng đồ ăn cũng được nhá. Chuyện đáy. Đấy. Họa tiết hoa hồng. Kích thước của nó là 26.5 và chiếc đĩa này em xin giao lưu với các bác giá là 150.000. Mã là 36A. Các bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Mã 37A, ngày nay là một bộ gồm có 3 chiếc đĩa, có 2 chiếc đĩa mộc như này. Họa tiết được vẽ mộc, vẽ tay, vẽ nổi nha các bác. Hoa 2 chiếc giống nhau như này ạ. Size rất là to. Các bác có thể dùng để đựng làm khay trà cũng được, hay mình làm đĩa để đựng đồ ăn. Size tận 27 các bác ạ. Đấy. Mộc của Miko. Đấy, 2 chiếc đĩa như này ạ. Và một chiếc đĩa vẽ hoa như này. Đấy, các bác có thể lấy chiếc nào cũng được nha. 180.000 một chiếc, mã là 37A. Các bác lấy chiếc nào thì kèm số lượng giúp em nha. Đây là cái này, chiếc này là mã số 1 và cái này là mã số 2 này. 3 chiếc, 180.000 một chiếc ạ. Mã số 38, ngày hôm nay em có một cái chiếc đĩa họa tiết vẽ hoa hồng xanh rất là đẹp và size cực kỳ là to luôn của Hoya nha các bác. Đằng sau nó hơi bị bẩn một xíu cho em sẽ lau đi. Cái này đẹp quá. Họa tiết vẽ hoa văn kiểu theo phong cách châu Âu các bác. Rất là đẹp luôn. Cái này các bác làm khay trà hay là mình đựng trái cây hay đựng đồ ăn size lớn ý thì hết ý nhá. Size của nó là 31cm các bác. Và mã 38A em xin giao lưu chiếc đĩa này giá là 320.000 nha các bác. Vừa rẻ vừa đẹp mà sang trọng lịch sự lắm, màu sắc hoa văn nhã nhặn. 320.000. Mã 39A, ngày hôm nay em có một bộ mộc gồm có 5 cái chén như này, 5 cái chén nhỏ nhỏ xinh xinh để các bác có thể làm chén để đựng nước chấm. Bên trong của nó màu xanh ngọc và xanh đậm hơn một chút, nó dạng giống như dòng Celadon đấy các bác. Và 5 chiếc như này cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, 5 chiếc nha. Bên ngoài màu nâu đen. Và 4 chiếc chén để làm chén ăn cơm. 4 chiếc chén ăn cơm, kích thước là 11.5 và chiều sâu là 5 ạ. 4 chiếc ạ. Kèm theo là một chiếc đĩa. Một chiếc đĩa còn rất là mới luôn nha các bác. Viền nâu các thứ còn nguyên luôn. Đằng sau này, cực đẹp luôn. Cái đĩa này các bác, bộ này các bác có thể mua để sử dụng hoặc là mình dùng để làm khay trà. Cái đĩa này làm khay được, là bộ trà cũng đẹp lắm. Size 24 và cả bộ này em xin giao lưu với các bác giá là 420.000 nha các bác. Một bộ xanh mộc cực đẹp luôn ý.
Mã là 39A. Mã 40 ngày hôm nay là một bộ đĩa gồm có 6 chiếc và hình thoi nha các bác. Có hai cái quai cầm rất là tiện luôn và họa tiết lòng trong vẽ hoa lam rất là đẹp. Đấy, kích thước của đĩa size là 24 và một chiều là 21 cm ạ. Bộ đĩa này nó có độ sâu lòng, các bác có thể dùng để đựng đồ ăn nha. Và có hai cái quai cầm rất là tiện luôn, đỡ bị nóng. Và 6 chiếc đĩa này thì em xin giao lưu với các bác giá là 60.000 một chiếc. Các bác lấy mã 40A kèm số lượng giúp em 60.000 một chiếc, 6 cái là đi 360.000. Cả một bộ là 360. Mã 41 ngày hôm nay em có một bộ đĩa hình chữ nhật men lam xưa và viền là viền sô cô la. Bộ này thì em có được 5 chiếc nha các bác. Bộ đĩa này các bác có thể đựng bánh trái này hay làm cái một đựng cái bình trà với cả một cái ấm, một cái tống ấy. Rất là hay luôn. Đấy, đẹp cực kỳ luôn ạ. Và kích thước của nó size là 24 và một chiều là 14.5. Cái kiểu lam xưa nó làm theo phong cách cái kiểu 3D rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã là 41A. Em xin giao lưu các bác giá là 130.000 một chiếc đĩa này. Em có được 5 chiếc nha các bác. Size rất là to, dày dặn. Cốt gốm rất đẹp luôn. Nặng. Bốn mươi hai a em có một chiếc đĩa cẩm xà cừ sâu lòng, lòng chính giữa của nó là vẽ một cái giỏ trái cây rất đẹp nha, còn ánh lên những cái lớp xà cừ. Cái đĩa này còn mới nguyên luôn, chưa sử dụng ạ. Viền nâu sô cô la rất đẹp luôn đấy. Chiếc đĩa này size của nó là 23.5 và một chiều là 5 nha các bác. Đĩa này mã 42A 180.000, các bác lấy thì chốt mã 42A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 giúp em. 180. Một cái đĩa mộc vuông này, vân caro, màu rất là đẹp. Đấy, màu xanh. Vân caro nha. Làm khay trà cũng đẹp hay là làm đĩa để đựng đồ ăn cũng đẹp. Size 22.5 vuông ạ. Mã 43A, chiếc đĩa này giá là 140.000. Mã 43A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489. Mã 44A ngày hôm nay em có một bộ gồm có hai chiếc chén như này, mộc rêu có chuyện đáy nha các bác. Hai chiếc chén, kích thước chén là 12, chiều sâu là 4.5 và hai chiếc ly để mình uống trà uống cà phê nha các bác. Cùng loại luôn. Kích thước ly là 6 và chiều sâu là 8. Kèm theo một cái tô to, kích thước là 16.5 và chiều sâu là 6. Còn cặp đĩa kích thước là 17. 17 ạ. Và cả bộ này em xin giao lưu với các bác giá là 350.000 cho bộ này. Cực đẹp luôn ạ. Đấy. Tông mộc nhưng mà nó rất là đẹp và sang. 44A. Ngày hôm nay em có một chiếc đĩa nó giống như cái khay được vuốt tay thủ công hàng mộc, các bác có thể làm khay trà được. Kích thước của nó là size là 24.5 và một chiều sâu là 3.5. mã là 45A. Em xin giao lưu các bác chiếc này giá là 140.000. các bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 ạ. Mã 46A ngày hôm nay em có một cặp gồm có hai chiếc ang men lam vẽ hoa mẫu đơn chính giữa, cực kỳ là dày nha các bác. Chiếc này các bác có thể dùng để làm ang trà hay là mình làm dầm trà đều được hết. Kích thước là 24.5 và một chiều là 6.5 nha, dày cực kỳ luôn. Dày và rất là đầm tay. Và chiếc này em xin giao lưu với các bác giá là 320.000 nha. Các bác có thể thậm chí các bác có thể làm tô đựng canh hoặc là đựng đồ ăn đều được hết ạ. Mã là 46A, 320.000 một chiếc. Theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 ạ. Mã 47A là một chiếc khay trà hình vuông mộc rêu rất là đẹp luôn ạ. Đấy, màu chủ đạo là màu nâu và màu rêu. Điểm rất đẹp, nó có chân. Trời ơi, đĩa này quá đẹp luôn ạ, rất là đáng để sưu tầm. Các bác có thể đựng bộ trà hay đựng đồ ăn. Cực xinh nha. Size 24 và một chiều là 4 ạ.
và mã là 47A. Chiếc này em xin giao lưu bác, giá là 280.000. 280.000 theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Mã 48A em có một cái hũ. Hũ này là vẽ hoa trà. Đấy, có nắp đậy. Cái nắp hình cũng hình bông hoa, vẽ hai mặt luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh và có chuyện nắp. Các bác có thể dùng để đựng đường này, đựng trà, hay là mình để đựng đồ trang sức, rất là dễ thương luôn ạ. Kích thước của nó là 6.5 và chiều cao là 6 ạ. Và mã là 48A. Cái này em xin giao lưu các bác, giá là 120.000. Mã là 48A. Bác chốt cho em theo số điện thoại 0346774189 ạ. Mã 49A ngày hôm nay em có một chiếc thố có nắp cực kỳ là xuất sắc luôn nha. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó cực kỳ là đặc biệt, dòng Kutani, chuyện 4 chữ và họa tiết vẽ phong cảnh sơn thủy hữu tình. Đấy, vẽ vàng cực đẹp luôn đấy các bác. Nhìn có nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà rất là có võ luôn ấy. Cực đẹp luôn. Trên nắp cũng được vẽ này. Trời ơi, xuất sắc luôn. Đấy, các bác có thể dùng để vừa uống trà mình vừa thưởng thức. Đây là những cái nét vẽ nghệ nhân rất là bay bổng và có hồn luôn. Đấy, kích thước của thố miệng là 10, chiều sâu là 6, không tính nắp nha. Mã là 49A, em xin giao lưu với bác, giá là 220.000 chiếc này. Mã là 49A. Mã 50A ngày hôm nay em có một cái thố luôn, một cái chum có nắp luôn. Và cái này đó là đặc biệt, đó là hàng xưa nha các bác. Viền ở trong lòng trong có một cái chữ như này, viền sô-cô-la men của nó màu men ngọc và chuyện là chuyện xanh nha. Cái này là vết bẩn một xíu chứ lau đi nó sẽ hết. Và xung quanh này các bác này, đẹp không, quá xuất sắc. Kích thước của nó là 8.5 và chiều sâu là 6, có duy nhất một chiếc thôi ạ. Đấy, mã là 49A, giá là 200.000. các bác lấy thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nha. Mã 50A ngày hôm nay em có một cái hũ để một cái khay để đựng trái cây cùng với bộ của cái bình hoa kia. Nếu như các bác có điều kiện các bác có thể lấy cả bình và cả khay, bởi vì nó cái khay này nó là số lượng rất là giới hạn, bởi vì cái dòng này nó là dòng xưa của Đức, Bavaria Đức nha các bác, dòng xưa rồi. Nhưng mà các bác nhìn thấy những cái đường vàng của nó dày cộp như này, vàng dày cộp luôn ạ. Đấy, và họa tiết hoa văn toàn bộ đều được làm nổi bằng sứ hết nha các bác. Phần chính giữa này là họa tiết công chúa hoàng tử, điệu có được vẽ vàng, dát vàng dày cộp luôn nha. Phần dưới đáy này cũng thế này. Đấy, cũng được vẽ vàng và vẽ họa tiết hoa nổi bên lòng trong của nó đây. Đấy, mặc dù đã là xưa nhưng mà nó vẫn còn cực kỳ là đẹp nha. Các bác có thể dùng để đề co trưng, chuyện đáy mình trưng, hay là mình có thể dùng để đựng trái cây, rất là sang trọng và đẳng cấp. Em thấy những cái sàn đấu giá đồ cổ châu Âu ấy, những cái dòng này rất là đắt luôn. Đấy, và em săn được cái giá cực kỳ là tốt nhá. Kích thước là 30 và một chiều của nó là 20 cm, chiều cao là 18 cm nha các bác. Và cái này mã là 50A. Chiếc này thì em xin giao lưu với các bác giá là 2.950.000 nhá. À, nghĩa là giá là phải hơn 3 triệu nhưng mà thôi, mùa dịch thì em giao lưu cái giá này rất là sát giá em đấu về để cho các bác có thể mua về sưu tầm hoặc sử dụng. Đấy, đây là mã 50A. Và mã 51 là một chiếc bình nặng, cốt rất là nặng luôn nha các bác. Một chiếc bình cũng cùng thương hiệu Bavaria của Đức, rất là đẹp. Có hai cái tai cầm lên như này, hai cái quai lên như này, vàng cống cạnh luôn, còn rất là đẹp luôn nha các bác. Nguyên si chưa bị phai chóc tí nào cả. Và cái họa tiết công chúa hoàng tử, phần thân xung quanh được làm hoa sứ nổi hết lên, cực kỳ là đẳng cấp nha các bác. Đấy, đấy, đẹp không, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đấy, chuyện đáy, đấy, size rất là to luôn. Đây, thân này nặng lắm ạ. Kích thước miệng của nó là 14 cm và chiều cao là 35 cm nha các bác. Và mã là 51A. Chiếc bình này thì em xin giao lưu với các bác giá là 4.900.000 nha các bác.
Đáng nhẽ cái bình này là em sẽ giao lưu giá khoảng hơn 5 triệu cơ ạ. Nhưng mà thôi, tại vì em muốn là giao lưu, các bác lấy được cả 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 cái bình với cả cái lẵng trái cây kia, nên đâm ra là cái giá là để rất là sát giá cho các bác sưu tầm. Thật sự luôn, giá cực kỳ là tốt luôn ạ. Mã là 51A nhỉ. Tiếp theo mã 52A, em có một cặp hai bình sake, họa tiết là vẽ hoa đào và được vẽ nổi và vẽ vàng rất đẹp trên cốt men dạng triện Kutani 4 chữ như các bác. Cái bình, cặp bình này nó đã xưa rồi nên nó sẽ không thể mới được. Đấy. Không thể mới được như những cái dòng mới như các bác, nhưng mà vẫn còn đẹp, rất là đẹp luôn. Thì kích thước của bình miệng là 5 và chiều sâu của bình là 13.5 và mã là 52A. Cặp này em xin giao lưu các bác giá là 180.000. Các bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 ạ. Mã 53A ngày hôm nay em có một chiếc ly của Đức nha các bác. Tông màu chủ đạo là màu nâu. Và cái ly này nó là ly bia, ly to khổng lồ nha các bác. To lắm, họa tiết hai mặt là vẽ hình chim đại bàng. Có chữ Germany Đức được vẽ làm nổi hết nha. Cái hoa hình đại bàng này cũng được làm nổi ạ. Được đẹp luôn, để các bác sưu tầm màu của nó, màu nâu hổ phách, rất là sang trọng. Các bác có thể dùng để uống bia hay là mình uống để sưu tầm trưng cũng rất là đẹp luôn. Kích thước của ly là miệng là 8.5 và chiều cao là 15.5. Mã là 53A, em xin giao lưu chiếc ly Đức này là giá là 450.000. Qua chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 nhá. Bỏ cái bị ly ra con. Che hết số điện thoại. Mã 54 ngày hôm nay em giao lưu với các bác một bộ ngũ sắc đen. Bộ này thì gồm có 5 chiếc đĩa ngũ sắc đen như này. Kèm theo là 3 chiếc chén. Đấy, 3 chiếc chén cùng họa tiết vẽ ngũ sắc đen, vẽ hoa và bướm rất là xinh. Và kèm theo là 3 chiếc chén ăn cơm như này. Đấy. Đẹp không? Vẽ cả lòng trong cả bên ngoài luôn. Kích thước của chén ăn cơm là 11.8 và chiều cao là 5.5. Chén nhỏ kích thước của nó là 9 và chiều cao là 5. Còn đĩa thì kích thước của nó là 12cm ạ. Và cả bộ này mã là 54A, em xin giao lưu các bác giá là 680.000. Mã là 54A. Các bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489. Mã 55 ngày hôm nay em có một bộ trà xứ Xương, gồm có một chiếc bình trà, một chiếc bình trà họa tiết là vẽ hoa hoa ly, hoa lan, hoa ly. Chìa lọc của nó là lọc tổ ong nha các bác. Lọc tổ ong triện vàng đáy, xứ Xương mỏng rất là đẹp luôn. Viền vàng còn rất là mới ạ. Và kèm theo bộ này là 5 chiếc chén. Đây, bên trong và bên ngoài đều được vẽ hoa hết. Rất là xuất sắc luôn ạ. Kích thước chén là 8, chiều sâu là 5 ạ. Và mã là 55A. Bộ này em xin giao lưu với các bác giá là 720.000 nhá. Các bác thích thì chốt cho em. Bộ này các bác có thể làm quà tặng được bởi vì nó còn rất là mới ạ. Mã 55A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 nhá. Mã 56A ngày hôm nay em có một bộ trà Pháp Lam bằng đồng Pháp Lam xưa nha các bác. Kèm gồm có một chiếc ấm, một chiếc ấm vẽ hạc, chim hạc này. Đẹp không? Vẽ cả hai mặt nha các bác. Cầm rất là nặng tay, nhỏ mà nặng tay lắm ạ. Và kèm theo là 4 chiếc ly nhỏ và kèm một cái khay như này. Có họa tiết chính giữa là hoa mẫu đơn. Và Pháp Lam xưa này được làm thủ công trên chất liệu đồng, được vẽ toàn bộ đều được vừa dùng vàng để vẽ nổi lên, sau đó họ mới tráng men nha các bác để tạo độ bóng. Nhưng mà cái vàng viết các thứ của nó còn rất là mới. Đấy, gồm có một ấm, một khay và kèm theo là 4 cái ly như này nha các bác. Rất là xinh luôn, các bác có thể dùng để đề co trưng bày hoặc là mình sưu tầm. Đấy. Mã là 56A, bộ này em xin giao lưu các bác giá là 2.2 triệu. Mã 56A theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489 nhá. 2.2 triệu. Mã 57A ngày hôm nay em có một chiếc đĩa Kutani hàng xưa vẽ tay. Và chiếc đĩa này của em vẽ núi non, phong cảnh, sông nước, có người qua cầu, có nhà cửa cây cối, rất là đẹp luôn. Một chiếc đĩa Kutani rất là đáng để sưu tầm. Size của nó là size 26.5 ạ. Rất là xuất sắc. Và triện của nó là triện núi Phú Sĩ nha các bác. Hand painted Kutani
Dòng này nó là dòng xưa rồi nhé quá, chứ không phải dòng mới ạ. Nhưng mà những cái nét vẽ xưa, những cái men mực các thứ của nghệ nhân phải nói là nó đẹp xuất xuất sắc luôn. Không có một từ gì để chê nhỉ. Và mã là 57A, chiếc đĩa này em xin giao lưu các bác giá là 850.000. Mã là 57A. Nó chốt cho em theo số điện thoại 0346 77418. 58A em có một cặp hai tô ngũ sắc đen. Cặp này to lắm, các bác có thể dùng để ăn bún ăn mì được ạ. Chuyện đáy và họa tiết xung quanh là vẽ hoa luôn nhá. Lòng trong của nó màu đen. Kích thước của tô là 15.5, chiều sâu của nó là 7.5. Cái này rất là bóng nhá. Đấy, và 58A em xin giao lưu các bác giá là 180.000 một chiếc, em có hai chiếc nhá. Con lấy thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 77489. 180 một chiếc. Mã 59 em có một chiếc tô hay là một chiếc đĩa sâu lòng cũng được. Chuyện của nó là chuyện đáy và xung quanh là vẽ lam như này. Lòng trong của nó thì vẽ cái quả này là quả hồng, à quên, quả đào nhé các bác, và toàn bộ đều được vẽ tay hết. Cực kỳ là đẹp luôn. Kích thước của nó là 16 và chiều sâu là 5.5 ạ. Và mã là 59A, chiếc này em xin giao lưu các bác giá là 150.000. Bác lấy thì chốt cho em mã 59 theo số điện thoại 0346 77489 ạ. Mã 60A em có một cặp đĩa xưa, ngũ sắc xưa nha các bác. Có vẽ hình một cái thuyền thuận buồm xuôi gió này, vẽ vàng và vẽ lam ở chính giữa. Cực kỳ là đẹp, cốt xưa ấy. Nhưng mà lành tích nguyên vẹn, không bị lỗi lầm gì hết. Đấy. Kích thước của đĩa size là 15.5 và chiều sâu là 4.5. Đĩa này thì em xin giao lưu với các bác giá là 100.000 một chiếc. Các bác lấy thì chốt mã 60 kèm số lượng. Vậy là hôm nay em đã giao lưu với các bác 60 mã. Các bác thích món nào các bác cứ inbox hoặc gọi điện cho em, chốt đơn theo số điện thoại Zalo 0346 77489 nhá. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều và chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe ạ. Tạm biệt các bác ạ.